mình là Linh Đông. Chào mừng anh em quay trở lại với vlog của mình. Thì hôm nay mình khoe với anh em một chú chị tôm mình mới được tặng. Nó lên thành phố Hồ Chí Minh từ ngoài miền Trung, xe nó đến đây từ 4 giờ sáng. Thì sáng khoảng 7 giờ mấy 8 giờ gì đó mình mới đi lấy em nó từ bến xe miền Đông về. Thì nhưng mà mình không ngờ là em nó đẹp và nó ngoan như thế này. Anh mình thì gửi lên cho mình, ổng kêu là ăn thôi. Nhưng mà vậy nhìn vậy sao ăn? Nó đẹp vậy sao ăn mọi người? Đúng không? Đó thì Lim sẽ làm chuồng mà nuôi em nó như bao nhiêu chú yêu khác. Thì một điều bất ngờ đối với Lim là một loài động vật mà tự nhiên 100% mà nó lại hiền như vậy nè mọi người. Là Lim mới bắt ra tất kỳ luôn. Hồi sáng là mấy chục con nè, thì bỏ vô một cái lồng chung, mới bắt ra tất kỳ. Thì bây giờ bắt ra để cắt móng của nó, em đó nè. Nó dễ cho cắt móng cực kỳ luôn. Mình không ngờ luôn á, cái con igu mà mình nuôi bình thường nó rồi á, mà mình cắt móng còn khó khăn á, chứ đừng nói chi mà con tự nhiên mà nó để cho mình cắt hết hai tay hai chân của nó luôn mà nó không có gọi là làm mình trầy gì hết luôn. Thì đây là một điều mình khá là ngạc nhiên. Thì em này thì mình thấy, theo mình thì nào giờ mình chưa có chơi con kỳ tôm hết. Đây là con kỳ tôm đầu tiên mình được sở hữu và mình được cầm trên tay luôn. Mình chỉ biết nó qua trên mạng hoặc là sách vở thôi. Đó, nhưng mà thì hôm nay mình đã được cầm chính tay, mình được cầm một con kỳ tôm. Thì mình đánh giá theo cái nhìn của mình á, là em này khá là đẹp, không có lỗi gì hết. Đuôi còn đầy đủ và rất là dài. Đó, mặt này thì nói chung là giác mạc á. Ngay giác mạc á, ví dụ như là mấy loại kia nó có sừng á, thì loại này nó có quanh miệng nè. Cái giáp mặt này thì nó rất là đẹp, nó đều. Đó. Còn gai lưng cũng vậy, không có bị khuyết mẻ. Nhưng mà mình không hiểu sao loại kỳ tôm này nó mọc gai không có đều như igu, mà nó mọc là một gai ngắn, một gai dài, một gai ngắn, một gai dài. Thì cái này mình cũng không biết nữa nha. Đây là một con mình mới sở hữu lần đầu tiên. Thì mình thích nó chỉ vì nó quá là dễ chịu thôi. Thì em này nói chung là do tự nhiên mà nên còn khá là ốm. Cầm cái phần bụng ở đây nè, thấy nó rất là ốm. Thì cái loài này á, theo như mình tìm hiểu á, để tại vì trước khi ông gửi vào đây á, ông anh mình á, thì mình cũng đã đi tìm hiểu mà để mình, thí dụ như mình nghĩ là mình sẽ lựa một em mình chơi, thì mình cũng đã có tìm hiểu. Thì loài động vật này nó ăn tạp, nó như đồng Nam Mỹ, nó ăn tạp là nó vừa ăn rau mà nó vừa ăn luôn cả động vật. Thì nói chung là nó sẽ rất là dễ nuôi. Nhưng mà những người chơi chuyên nghiệp thì người ta vẫn khuyên là ở cái những cái size trung cho đến size lớn thì anh em nên tập cho nó ăn nhiều rau, thì nó sẽ lợi cho cái đường tiêu hóa của nó và nó phát triển tốt hơn. Đó, thì em này nói chung là nhìn là khá là đẹp chứ cũng không có thua gì igu luôn nha anh em. Còn kích thước của nó maximum thì mình cũng chưa chắc. Thì mình nghe có nhiều người đồng bào á, anh em đồng bào thì nói được có người đã nuôi nó lên tới khoảng 5kg. 5kg là không nhỏ rồi nha anh em. 5kg là to lắm á. Đó, thì mình nếu mà mình nghĩ cái size mà 5kg là chơi được. Còn ví dụ như nhỏ quá thì mình không thích lắm. Nhỏ quá là nhỏ như đồng bút vậy đó. Nó ngắn ngủn vậy, nó chừng 5 mấy cm đó, ok rồi. Vậy hầm chơi nhỏ, còn mình chơi là mình chơi xe khủng, chứ mình không có thích cái kiểu mà dở dở nữa. Đó, nên thì nói chung là mình nhận được một cái em này và mình nghe thông tin về nó có thể lên tới 5kg là mình rất là vui. Và nói chung là em này là khá là hiền. Thì mình cầm trên tay nãy giờ em đó, anh em thấy không, không có biểu hiện gì là dùng vậy á. Thì cái loài này nói chung á, là Liên quan sát thì nó cũng có một con mắt trên đây, đi như tất cả các loài bò sát khác thì nó cũng có một con mắt trên đây. Con mắt trên đây là để cảm biến nhiệt nè, và để cảnh báo cho nó về mối nguy hiểm từ trên không xuống. Thì cái loài kỳ tôm này á, nó đặc trưng hơn tất cả các loài khác cái chỗ là nó rất thích ở dưới nước. Nên anh em chơi cái loài này bao giờ phải có một thao nước cho nó bơi hết. Tại cái loài này á, nó gần như là nó dành thời gian lớn trong ngày là để nó bơi lội. Thì bởi vậy cái khu vực mà để bắt được nó là sông suối, ao hồ rất là nhiều, và đặc biệt là sông suối. Thì những người đi bắt được cái con này á, là người ta chích điện là chủ yếu. Chứ Liêm không có cho người ta bắn. Tại vì Liêm nói nếu mà bắn thì chỉ để ăn thịt thôi. Nhưng mà là còn chích điện á, thì một hồi em nó tỉnh thì mình mới nuôi được. Đó. Nhưng mà không khuyến cáo chích điện nha anh em. Chích điện là nhiều loài động vật khác nó bị ảnh hưởng, đặc biệt là cá. Đó, nhưng mà còn mình muốn nuôi mấy cái dòng này thì bắt buộc phải làm như vậy thôi. Đó. Thì anh em thấy không, nó có gai đầu nó đây ở đây rất là đẹp nè. Đó, anh em nhìn em, nó y như là một cái con mà khủng long mà ăn cỏ trong phim thế giới khoa học á, hay là cũng ăn cỏ. Nói chung là cái giáp mặt của nó rất là đẹp, đẹp hơn igu rất là nhiều. Nhưng mà bù lại thì cái bộ gai của nó không có liền lạc, nó chia làm 3 phần. Phần đầu cách cái phần lưng, cách cái phần đuôi. Đó, anh em thấy không, nó không có liền dài luôn xuống như igu.
và nó không có gai đầu như gu đó. Mà nó cũng có hai cái túi hai bên này, nhưng mà nó không có hai cái cục bự như gu, nhưng mà mình để mốt nó lớn nó cũng nói cũng sẽ nọng như gu vậy đó. Nó không có, như nó không có điểm nhấn rồi nó cũng sẽ nọng. Nói chung là một loài động vật hoang sơ mà như vậy là Linh là thấy là cá là ưng cái bụng đó. Em nó dễ thương, cắt bóng rồi, giờ cắt bóng là không sợ bị chạy. Nói chung là không ngờ nó ngoan nó như vậy. Mình nghĩ là mình nghe đồn là nó cắn một cái là lấy thịt, không, nó cắn cái lấy thịt. Phải nuôi từ nhỏ thì nó mới chơi được như vậy. Thì mình lúc mà mình bắt, mình thấy em nó đẹp nhất trong bầy, mình bắt nó em nó ra thì mình hơi là bất ngờ. Thì mình sẽ dụ dụ từ từ, mình lấy tay, mình rờ rờ tay chân nó chạy đó. Nhưng mà một hồi nó mình rờ rờ nó nằm im thì mình bắt nó ra. Thì mình khá là bất ngờ khi nó ngoan, nó để cho mình cắt nó bao chân như vậy đó. Thì cái loài này nè, mình nói chung là anh em mà muốn chơi bò sát, muốn sưu tầm thì cũng rất là đáng để chơi. Tại vì nói chung là nó đẹp hơn Linh nghĩ nhiều. Tại vì Linh thấy trong hình á, hoặc là một số anh em quay á, thì không biết là do họ chưa có nuôi nó nấn kỹ càng, hay là do họ bắt những cái con mà nó không có hoàn thiện như thế này. Chứ thật ra một con mà như thế này mà tự nhiên với cái giá là cái này không có giá học sinh, cái này là giá chắc tiểu hết mầm non cái giá này anh em mua có mấy trăm ngàn một ký đó. Thì anh em lựa đi, anh em lựa ra thì anh em lấy cái con đẹp anh em chơi thì nó cũng ngon. Và quan trọng có cái này á, này là tuy là nó không có phải là trong sách đỏ gì, nhưng nó là động vật rừng, thì anh em mua về anh em phải lựa nhà xe quen, nhỏ mới ship được cho anh em nha. Chứ Phương Trang rồi là những nhà xe mà lạ là nó không có dám nhận cho anh em đâu, tại vì nó vẫn là động vật rừng. Thì còn nói chung là vậy thì không nỡ ăn thịt nha anh em, rất là đẹp. Cái này chắc để nuôi lớn luôn á. Mình có một số con xe nhỏ nữa, mình sẽ lựa ra mình nuôi từ nhỏ và mình nuôi từ xe này cho mình thấy cái nào nó sẽ dễ gần gũi và dễ thuần hơn. Để đi nghĩ dắt xe nhỏ này thì thường thường là xe nhỏ bao giờ nó cũng ít có sợ con người mình hơn, tại vì nó chưa có gọi là biết cái sự lạ lẫm nó như con nít vậy đó, thì nó sẽ dễ hơn. Ai gần gũi với nó từ 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 lắm nó sẽ quen. Còn như xe này mà kiếm được một con mà bự như vậy mà vừa bắt vô mà ngoan đi vậy thì mà cũng Linh nghĩ chắc là bị khó. Đặc biệt là đối với những loài động vật biết ăn thịt nha, nó biết ăn thịt là máu nó trong người nó hơi bị hung, nhưng mà nó như vậy thì nó rất là hiền. Thì nói chung đây là một món quà rất là quý mà mình nhận được của một người anh em chơi chung với môn cá beta của mình ngày xưa đó. Thì anh nó gửi tặng thì nói chung là không còn gì ưng ý hơn nha anh em, rất là đẹp. Rồi cũng xin gửi lời cảm ơn đến anh đã gửi cho em coi con này nha. Thì video clip hôm nay đó không có gì khác ngoài là việc khoe một cái con kỳ tôm được một người anh em chung đam mê cá cảnh tặng cho mình. Rồi, các anh em nha, chúc anh em có một ngày làm việc tốt lành và chúc anh em có nhiều thật nhiều con bò sát đẹp. Xin chào anh em.